Chúng em đã lắp đặt xong bộ dàn và anh cũng hát thử, thì anh đã ưng ý cái bộ dàn karaoke này chưa anh? Xin chào các bác và anh em. Hiện tại thì em đang có mặt ở Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Và theo vị trí ở bản đồ thì còn cách nhà anh Hoạt khoảng 5 km nữa. Rất là tuyệt vời khi hôm nay buổi sáng sớm anh đã đến trực tiếp Zika Audio 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Anh trải nghiệm, anh đã chốt về cho mình một bộ dàn karaoke gồm có cặp loa Wiwood G4000 sở hữu 8 đường tiếng với một bass 30, cùng với đó là con đẩy liền vang X22 Pro DC, một đầu thu mic thu JBK321 với 2 tai mic. Mời các bác và anh em sẽ tiếp tục lên đường trải nghiệm hành trình lắp đặt cùng anh em kỹ thuật Zika chúng em. Mời các bác nhé. Vâng, rất là nhiệt tình, anh Hoạt đã ra tận ngoài đường quốc lộ 32 để đón chúng em vào. Mặc dù là khoảng cách từ đây vào nhà anh còn tầm gần 10 km nữa. Có thể nói là anh em yêu âm thanh ở Phú Thọ rất nhiệt tình. Ở bác nào có vị trí địa lý ở đội 8 Đào Xá gần khu nhà anh Hoạt thì có thể qua trực tiếp nhà anh để trải nghiệm bộ dàn karaoke gia đình G4000 do anh em Zika chúng em set up. Còn bác nào mà ở xa thì có thể các bác lên kênh, các bác tham khảo, các bác đăng ký kênh và theo dõi những cái hành trình lắp đặt của bên em. Chúng em sẽ phục vụ tận nhà cho tất cả các bác với những cái đơn hàng combo trong bán kính 200 km tính từ Zika Audio đến nhà các bác đổ lại. Bác nào ở xa thì chúng em sẽ đóng hàng theo xe gửi bưu điện và chúng em sẽ hướng dẫn các bác qua video và Zalo để các bác làm sao mà căn chỉnh đầu nối thiết bị mà vận hành bộ dàn một cách trơn tru và hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu đầy đủ nghe nhạc hát karaoke cho các bác. Ở đây chắc là đến cửa nhà anh Hoạt đây rồi. Đúng là cửa nhà anh Hoạt đây, nhà anh rất mới và các bác chuẩn bị tham quan ngôi nhà nhá. Hôm sau hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển, em đã có mặt ở trước cửa nhà anh Hoạt Thọ. Hôm nay bên em rất nhiều đơn hàng livestream Black Friday và các bác anh em lên đường hết rồi. Và xe bây giờ chúng em phải đi cả xe cá nhân, có anh em thì thuê cả taxi đi. Nhà anh có làm một xưởng may rồi, các chị công nhân đang may. Và đây là không gian phòng khách của nhà anh Hoạt đấy. Căn nhà mới xây rất đẹp, nội thất đẹp. Cái này là cũng mới xây đúng không anh? Vâng, đây là anh Hoạt. Anh Hoạt hôm nay là có đến trực tiếp 133 Trường Lâm anh trải nghiệm. Và anh chắc cũng xem Zika lâu rồi đúng không anh? Và lý do vì sao mà anh lại yêu thích cái cặp loa nhiều đường tiếng của 4000 này anh? Anh là tìm hiểu được bao nhiêu lâu rồi anh? Chắc phải 5 chưa? Chưa. Chưa. À, thế là mấy tháng tìm hiểu mà hôm nay anh đã chốt bộ dàn. Anh đây có cả một cặp loa để nghe nhạc. Sau đây chúng em sẽ trang điểm cho căn phòng khách nhà anh Hoạt với một bộ dàn G4000. Chúng em đã hoàn tất cái khâu đấu nối canh chỉnh tín hiệu bộ dàn karaoke gia đình nhà anh Hoạt. Có cặp loa G4000 230, cùng với đó là con đẩy nền vang X22 và bộ mic đầu dây VK321. Các bác và anh em đang được thưởng thức cái chất âm trong căn phòng khách nhà anh Hoạt. Và chúng em đang test thử nhạc qua đường Bluetooth. Vâng, các bác đang được nghe anh Hoạt thể hiện một bài karaoke tình anh trên cấu hình G4000 do chúng em vừa set up xong ạ. Chị làm bài đi chị ơi. Chị hát bài đi ạ. Nhà chị mà chị ngại gì ạ? Đây anh thích to cho nó to lên đây. Oh,
điểm xong cho căn phòng nhà anh Hoạt với một bộ dàn karaoke G4000 7X22 Pro DC và mic không dây VK321. Có thể nói là anh chị rất ưng ý và hài lòng với bộ dàn karaoke gia đình do anh em chúng ta chúng em sắp đặt tận nhà. Và với những cái không gian phòng khách như nhà anh Hoạt đây thì bộ G4000 nó sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghe nhạc giải trí hát karaoke cho chị. Và thay mặt Zika Thanh Số thì cảm ơn anh chị rất nhiều khi đã tin tưởng ủng hộ Zika chúng em. Chúc anh chị sẽ giải trí vui vẻ trên bộ dàn karaoke gia đình do anh em Zika chúng em set up tận nhà. Em xin khép lại video tại đây và hẹn các bác những cái video tiếp theo trong những hành trình lắp đặt tiếp theo của anh em Zika chúng em. Chào các bác nhé.